Chào các bác nha. Shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh xin gửi lời chào toàn thể anh em. Trong clip hôm nay xin giới thiệu với anh em đam mê chơi. Đó là cái bộ hơi, bộ đầu bò của bơm máy nhé, của bơm nén cao áp dạng máy, hay anh em mình gọi là bơm cao áp máy nhé. Đây là cái bơm máy nhập khẩu, hiệu nhập khẩu nhé. Cái bơm này ngày xưa ấy thì người ta gọi là hiệu con hổ, anh em vẫn thường hay gọi là bơm con hổ. Thế đây là cái linh kiện để thay thế, đó là cái bộ hơi đầu bò. Bộ hơi nó bao gồm cái phần đen này này, là phần bít tông, phần xi nhanh này, phần xi nhanh, phần phía trên này là phần nén, phần đầu bò này nhé. Thế đây là cái bơm cao áp nhập khẩu nhé. Cái lô hàng gần đây ấy, thì toàn bộ nó là màu cam, còn lúc trước ấy, thì nó có màu xanh, nhưng lô hàng gần đây nó là màu cam nha các bác nhé. Giới thiệu sơ cho các bác này, lỗ này là lỗ xoáy dây bơm này, nên lỗ xoáy dây bơm này, lỗ cắm điện này, lỗ cắm điện này, lỗ này là lỗ cắm phích máy bơm nước này, máy bơm nước là mát nha các bác nhé. Đồng hồ là mát đây, đồng hồ báo nhiệt độ đây. Dây này là cái dây cảm biến nhiệt độ nhé. Cảm biến nhiệt độ, dây này là dây nối với đồng hồ đấy, các bác phải cắm vào cái lỗ cho này này. Đấy. Đây còn phía trên này nhá, phía trên đây là đầu bò đây. Đầu bò này có bộ lòng này, bộ xin anh này nhá, bộ xin anh này. Phía trên này phía đầu bò đầu nén này nhá. Hai lỗ để thổi dây nước làm mát này. Các đầu dây dẫn hơi này nhá. Đối với cái bơm máy này ấy, thì là giá thành nó vừa phải, nó hơn 3 triệu một chút, nó nén hơi rất là khỏe, nó chỉ có nổ to một chút thôi. Nhưng mà cái ưu điểm của nó là phụ kiện rất dễ là thay thế, thì các bác hỏng cái gì thì cũng thay thế được. Cái này mà nếu mà hỏng về phần cơ, phần điện, cuộn dây ấy, thì sẽ ra ngoài thợ điện, họ sẽ cuốn lại cuộn dây nhé. Thế là hỏng về phần điện, chứ còn hỏng về phần hơi thì sẽ mua được để thay thế hết nha các bác nhé. Đây này, đây chính là cái củ hơi là củ phần bít tông này, xi nhanh này, phần đầu trên này nhé, sẽ có hoàn thiện như này các bác để thay thế. Các bác không mua phần trên này thì các bác mua phần dưới này cũng được, hỏng cái quả bít tông xi nhanh thì các bác mua phần dưới này cũng được nhé. Thì đây mua vào như này là gắn vào thôi. Nới ốc dây ra, xoáy vào đây. Nới ốc dây ra, xoáy vào. Là câu vào là sẽ được nhé. Thế giới thiệu chi tiết cho các bác về cái bộ hơi. Bộ hơi của cái bơm máy này. Đây. Mấy cái cuống này là chờ sẵn ra các bác rồi này. Ốc này là chờ sẵn rồi nhá. Đây, ốc này chờ sẵn rồi. Đây là phía trên này. Phía trên này. Được. Đây. Cái này là xoáy cái con mút nóc này này. Như xoáy cái này này. Nhá, cái mút này. Đây là cái phần mình gọi là phần lòng đấy, phần xi nhanh đấy nhé, phần xi nhanh này bằng thép này. Phía trong này thì đã có sẵn quả bê tông rồi các bác rồi nhé, có sẵn quả bê tông rồi. Mắt năm đây à? Mắt năm ngắn. Có sẵn quả bê tông rồi nhé, sẵn quả bê tông này. Tay biên có luôn rồi này. Đấy, tay biên có luôn rồi nhé. Và các bác chỉ việc cắm vào trong trục là chơi thôi. Đây, tay bia nó có sẵn rồi. Thế đây là bộ như này. Thế còn cái phần rong dưới này thì các bác về các bác tự gõ đấy, nó không có thêm rong như mình đâu nhá, nó chỉ có như này thôi. Đây là cái phần bộ hơi bộ đầu bò của bơm máy nhập khẩu nhá. Đấy, bơm máy nhập khẩu. Nói chung là cái này thì bơm nó cũng rất là khỏe, nhanh, nhưng nó chỉ có cái là nó nổ hơi ồn một chút, nhưng mà ưu điểm của nó là phụ kiện rất là dễ thay thế. Đấy, các bác hỏng cả củ này cũng thay được. Dù hỏng phần hơi dưới là phần xi nhanh này, phần xi nhanh dưới này thì các bác sẽ mua được. Trong cái phần xi nhanh này là nó có sẵn cho mình quả bê tông. Có sẵn là quả bê tông nhá. Đấy, có sẵn quả bê tông. Mà chưa có tay biên đâu. Các bác mua cả bộ này thì mới có tay biên nhá. Đây mới có tay biên này cho các bác này. Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn hay là liên hệ mua hàng thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với lại các đầu số điện thoại của shop nhé.
hàng thì luôn luôn là ship COD đi toàn quốc cho các bác nhận hàng, thanh toán hàng và đồng kiểm hàng luôn nha các bác nha. Rồi, đó là cái bơm máy nhập khẩu và cái bộ hơi lẻ để các bác thay thế nhé. Nguyên cả bộ hơi này thì nó chỉ hơn 1 triệu thôi, hơn 1 triệu, giá thành cực kỳ hợp lý luôn nhé, cực kỳ hợp lý đấy, chứ nó không có đắt như hàng đồ bơm rong xin. Bơm rong xin thì đắt cực kỳ lắm nhé, cái này thì giá thành nó vừa phải hơn, hợp với túi tiền anh em đam mê chơi. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi nhé. Hẹn gặp lại các bác trong những cái video clip sau nhé. Chào các bạn.